đấy, cửa đây. Thế này, để cái đấy. Vào để đây cho này. Chí ở đây thì để cái thứ đây. Đây đây, các chị ơi. Nhưng mà chứ nó không kiểu đấy. Đây là động Âm Phủ, nơi mà ai cũng phải đến, ai rồi cũng phải đến. Một lần nữa, hành khách lại trở về với cuộc đời bình thường, bình phục vô tư. Nơi đây rồi ai cũng phải đến, đó chính là động Âm Phủ. Nơi đây sẽ là thế giới của ta. Đây là động Âm Phủ. Thế giới Âm Phủ. Sắp đến thiên đường rồi. Thiên đường là đây. Nơi đấy là ta sẽ đến. Đấy, bật lên, đường này. Thế giới 9 tầng địa ngục là đây. Này, ba này. 9 tầng địa ngục. Đây là đến tầng thứ 9.
phải biết bao nhiêu những người thân mơ mơ gian nan sản nghiệp vừa giấu công tác và mãi mà những ngày đêm cuộc đời chiến tranh còn hơn cả những năm đấy đây là chiến tranh điện ngục. Mẹ, 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 m